Chiều ngày 4 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức hội nghị giao ban đóng quân canh phòng quý 1 và hiệp đồng lực lượng phương tiện phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ huy quân sự quận phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn các căn cứ, hệ thống kho tàng quân sự, quản lý chặt chẽ đất, Công trình quốc phòng đơn vị quản lý, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố thảm họa, tổ chức luyện tập phương án phòng chống cháy nổ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương giải quyết tốt các tình huống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn quận. Làm tốt công tác thu hồi, xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, các đơn vị cũng đã chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệnh điều lệ quân đội, các chế độ của đơn vị, quy định của địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hội nghị thảo luận làm rõ kết quả đạt được, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Trong đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, nội địa, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời thông báo tình hình, chủ động xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ bên cạnh đó thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị phòng chống cháy nổ cháy rừng tăng cường tuần tra canh gác bảo vệ kho tàng kho vũ khí nhà xưởng không để xảy ra cháy nổ mất mát bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm được phân công tổ chức các hoạt động kết nghĩa với địa phương nơi đóng quân, củng cố và tăng cường mối quan hệ quân dân, xây dựng chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, tăng cường công tác quản lý doanh trại, kho tàng vũ khí, trang bị không để xảy ra cháy nổ mất mát, hư hỏng, phối hợp quản lý bảo vệ chặt chẽ đất công trình quốc phòng và khu quân sự. Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cũng tại hội nghị, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quận đã ký kết biên bản hợp đồng lực lượng phương tiện phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023.